Hello cả nhà, thì hôm nay mình sẽ tỉa cây rau má ha. Mình thử làm cây rau má lá nước. Thì những chậu rau má của mình trồng sẵn. Phế nền là đất vừa mình thả vào cái hồ như thế này. Bây giờ mình sẽ thử làm lá nước. Ở đây thì đang là lá bán cạn ha. Dính mấy cái lục bình vô rồi. Thì đây là những cái ngó rau má nó hót ra khỏi chậu nè. Mình ngắt nghe. Rau má thì cái ngó gì mình cứ thả vô nó cũng gần phát sống được. Cũng như là cái cây cầu bông lá. Rồi xong. Cái ngó rau má nè. Thì rau má lúc đầu mình sẽ trồng nguyên chậu như thế này. Chậu sẵn như thế này ha. Rồi mình thả vào để trồng bán cạn ở trong hồ cá. Thì bây giờ mình sẽ tỉa ngang để tạo lá nước thử. Nếu mà này ngập nước thì lá này bị húi hơn ha. Giờ mình cắt ngang mình tạo lá nước. Ở đây một tay quay tay cắt cho nên nó không có đều. Cắt xét xét xuống ha. Thì cái phần còn lại nó cũng bị rã xuống nước thôi. Còn mất cái lá rồi. Còn như đây chắc được rồi. Còn được như đây là sau khi mình kẽ bỏ cái lá còn phần thân ha, cái mình kẽ ngắn luôn cho nó gọn. Giống như rau má một số anh chị bán hàng ta để hạn chế bị gãy thì ta kẽ bỏ luôn, còn cái phần rễ ở trong, cái phần ngọn ở trong thì nó lên kếp thôi. Rau má rất là dễ sống. Nếu có khi mà xếp nguyên chậu á thì gãy lá thì cũng không hay. Thì mình kỳ vọng là nhận được cái cây mà nó không bị gãy lá, nhưng mà gãy lá nhiều thì bị đánh giá 1-2 sao vậy đó, cũng không vui lắm ha. Còn bên mình thì xếp nguyên chậu, nó chẳng trước là nó sẽ bị gãy nha. Nên hướng dẫn mua hàng này mình hướng dẫn mình coi trước cái cách bên mình bán để mình đánh giá chính xác ha. Rồi mình thử học trên mạng làm cái lá nước coi sao, cây gì mình thử nghiệm rồi mình mới dám chia sẻ lại. Còn này là cái ngó nè, cái ngó này cái cục mình trồng cho cái chậu trồng rau má thì cứ thả về rồi cho thêm bùn hoặc đất cát vào, thêm nước vô là nó lên ha. Mình sẽ thả lại vào hồ của mình để thử nghiệm cái lá nước nó ra như thế nào. Ở đây vị trí có nắng ha, vậy nó nổi những cái phần thân này bị cắt ra rồi. Sẵn 100% nước cho hồ luôn rồi mới cho cá ăn.
ở đây thử nghiệm đây lá bén cạn nè. Đây lục bình ra bông thì nó tàn một bữa ít, một ít thôi còn được ba bốn bông. Rong đây nhiều rồi ha, mình dạt ở vô dưới gục bình. Rong đuôi chó thì nó phát triển rất là dễ, nắng ít nó cũng vẫn phát triển được tốt ha. Ánh sáng trung bình, nắng càng nhiều phát triển càng tốt, có nền còn lên dữ nữa. Mình chỉ cần nó phát triển như vậy là đủ, mình cũng đủ giận rồi, giận cũng mệt rồi. Về rễ đỏ hôm qua mình thả nè, giờ mình sẽ châm nước vô. Thì đây là nước giếng, mình châm trực tiếp vào ha, không ảnh hưởng gì tới cá. Còn nước máy thì mình phải đợi mình xả vô mình trữ 2-3 ngày hoặc sụt sủi oxy gì đó mình mới bắt đầu châm nước vô. Ở đây mình kỹ mình xả nước này để cho cái phần nhột cái ống đó, nó không có ảnh hưởng cái cá của mình. Khi sạch rồi thì mình sẽ châm vô, xả trực tiếp như thế này ha. Thì trong quá trình mà mình xả nước thì đây là cái nhánh rau má hồi nãy nè. Hồi nãy nó cứ cái chậu nó phát triển ra ngoài đó. Thì rau má trồng nền không nền đều được ha. Cố định cây thì mình trồng vô nền, còn không mình cứ thả vô đây. Ở đây mình sẽ thả thêm đi, nó đi giống cái cỏ bợ lúc đầu mình thả đó cũng được. Là đứng đứng như thế này. Thì tốt nhất nhiên có nền nó phải tốt rồi. Nó có chỗ bám, chỗ dựng, hút dinh dưỡng, lá đẹp. Đó mình cho gì thì rau má nó sẽ vẫn phát triển được. Vô nước là bám rễ cái hy sinh ha, vô nước là có rễ ra. Nước giếng thì mình châm liền như thế này ha. Nước của mình thì từ 1 tuần cho tới 10 ngày hoặc 2 tuần, từ 7 cho đến 14 ngày nước cạn thì mình châm thêm. Nay nắng thì không lo bị tràn, khi trời mưa, mưa thì mình phải canh ha. Rồi, nó tràn ra luôn rồi, ok. Lục bình này mình phải dọn bớt rồi, sẵn dọn luôn. Bình này bị gà sâu ăn. Lục bình thì nhiều nắng nó ra hoa ha. Sẵn nói về lục bình luôn, thì ban đầu mình trồng cái hồ lớn như này hoặc cái hồ xi măng lớn kia thì lục bình nó lên rất là tốt mà nó không ra bông. Thì mình để ý thì kiểu như là một cây nó sẽ để cây này, cây mẹ nó sẽ để cái con đây nhanh ra bông, không cây nào được cây nào mình tách luôn, ngắt vỏ ha, kiểu như này ngắt luôn cho cái con nó phát triển của mình vậy nè. Thì cây nó sẽ nhanh ra bông hơn. Mình thả vô cái chậu như này nè, trong không gian nhỏ nhỏ thì cây nó nhỏ, nó không lớn nữa, kiểu dinh dưỡng nó không có nhiều, nó không hút nữa. Bắt đầu ra hoa thì có nắng ha, nhanh ra hoa hơn so với bình thường mình trồng. Mình cái cây này nó nói cây kia, nó nuôi cây kia nó không ra bông ha, tập trung nuôi con á.
À, mình để như vậy. Giờ áo hai về vị trí cũ đi. Giờ thì mình chờ cái sự phát triển lá nước của cây rau má ha. Cây má đồng tiền, gọi là cỏ đồng tiền. Cho mấy cái bèo qua đây. Cho nó có nắng nhiều, lên màu đẹp. Mình dặn ở giữa chỗ mình cho cá ăn. Mấy cái nước thì nó hơi lồng xộn. Mai mốt thì nó sẽ ổn định lại về vị trí mỗi cây thôi. Nó tự điều chỉnh ha. Như cây rau má hoặc cây cau bờ á, mình trồng không bình thường á sẽ đi như thế này ha, đi vòng vòng theo hướng chậu á, bao quanh xung quanh á. Rồi, để cho cá ăn. Hôm nay cho cá ăn hạt chèm đi. Mình cũng hết cám hạt nổi rồi, mình chăn được hạt chèm. Có gì ăn đó. Thì mỗi loại cám, ví dụ hạt nổi nhỏ thì canh số lượng. Hạt chèm thì mình canh lúc cho ăn, số lượng cho ăn. Cái nó chèm với đáy á, không kiểm soát được ha. Đây. Cá ba đô này mình nuôi hổ kiến, mình cho ăn nhiều cữ. Cái cách tiến cho ăn nó còn mau lớn hơn nữa. Xíu mình sẽ đăng cái video mà mình sẽ chấm hồ xi măng rồi mình ngâm muối để khử xi măng á trong vòng 3 ngày á. Thì trước đó cái hồ này nè, lúc mình chấm xong á thì mình đợi tới 2-3 tuần mình còn chưa xả nước ra nữa, 2-3 tuần đó thì cũng chưa rảnh, mình thêm rong nuôi chó vô. Nhưng chó này lúc đầu mình thả luôn nè, phát triển cả giờ thì mình để tới 1 tháng 1, tổng cộng hơn tháng mấy á. Cái lúc đó mỗi ngày mà nước cạn mình chăm thêm thôi ha, không có xả nước xi măng, kiểu là dùng muối hột với lại dùng rong nuôi chó để lọc nước á, thấy nước ổn ổn trong phát. Cái mình không xả xi măng ra luôn, mình để thả cá xong kiếm coi vô nuôi. Như có sọt như giờ nè thì nó sống ổn, kiểu là mình để hơn 1 tháng rồi. Trong quá trình đó thì mình chăm nước cũng như là thêm rong đuôi chó và muối hột để khử xi măng, thì xi măng nó sạch sẽ ok ha. Hơn 1 tháng thì nước ổn định hết rồi, xử lý hết rồi. Thì lúc đó dù mình không có xả nước xi măng ra nhưng mà khi mà cá nó vẫn sống được ok. Thì cái này là mình nghĩ là để thời gian lâu nước nó ổn định, chứ bình thường mà ngâm 3 ngày mà để nước đó sắc ấp hay bị khó cậy. Cái nước đó là nước xi măng, nước chưa bỏ ra ha, và cũng 3 ngày thì không có thể nào ổn định được, không thể nào ổn định được mà mình sẽ ấp bằng trồng cây nuôi cá liền được nha. Này mình để hơn 1 tháng thì khả năng là ok như hiện tại. Nói chung là khi chấm xi măng xong mình phải vệ sinh sạch sẽ cái hồ xi măng mình bằng cách là mình ngâm muối hột. Như cái hồ này 1 mét, nó cao 50 đi ha, mình cho 1 ký muối hột cho dư không sao hết. Thì cái gì sạch sẽ dư thì nó tốn muối hột nhưng mà bù lại nó sạch sẽ. Lúc đó mình có thôi trồng cây nuôi cá gì đâu mà sợ ha. À, ngâm 3 ngày sau đó mình sẽ bỏ cái nước ra đi, nước xi măng cùng với muối hột ra đi, cho nước mới vào, mình làm lại nước ha, chuẩn bị setup ấp của như trồng cây nuôi cá đó. Thế đó là cái cách mình nước mới đã kỹ như nước giếng á, thì để 2 ngày setup, còn không setup liền cũng được. Còn nước máy thì mình phải sụt sủi oxy vòng vòng 2 đến 3 ngày cho sạch sẽ với bắt đầu setup.
trồng cây ha, để nó không có còn lượng clo thì nó sẽ ảnh hưởng giống như nước xi măng vậy đó, ảnh hưởng cái cây ha. Còn cả nhà muốn sử dụng những cái chế phẩm nói chung khử khử nước máy thì có thể mua, còn mình không có xài thì mình sẽ bắt giếng thì mình sẽ không có sử dụng, không có hướng chỉ mua cái nào xài ha. Mình xài cái gì thì mình chỉ cái đó. Còn về muối hột á, muối thì mình xài muối hột ha, không có xài ớt, không có xài muối khác. Nếu mà xài muối khác thì cây cá có gì mà không có chịu trách nhiệm. Cái lúc mình hướng dẫn mình cứ lặp đi lặp lại là sử dụng chỉ muối hột mà thôi. Thí dụ không có muối hột xài ớt, ớt vô là có lượng ớt á là cá nó bị ảnh hưởng ha. Còn ai mà không nói bị không bị thì coi như là hên, chứ mình không có nói là xài muối hột, mình có nói xài ớt ha, chỉ nói là xài muối hột thôi, bỏ nhiều cũng không sao. Ở đây mình trồng cây nuôi cá nè, kiểu cây hoa súng nè, hổ thái bèo này nọ, mình thả có tao có bị gì đâu, thì xài muối hột. Thì kiểu phải do mùa, dù mùa nắng quá thì cũng bị sốc nhiệt này nọ cá, mình chăm thêm một ít muối hột vô, chứ không phải mình nói định kỳ mỗi tháng nha, kiểu như lúc mình chăm nước này kỹ mình cho một ít muối hột hơn vô, và thay nước thì một tuần đến 2 tuần hoặc 10 ngày thay một lần, chứ không phải 2-3 ngày, 2 ngày cái sách thay 50%, 2 ngày 50%, làm riết cá nó chịu không nổi luôn. Một cái dòng cá như cá hồng tiên này nọ nó thích cái nước ổn định á, có khi nước dơ nhưng mà để lâu á mình không lọc gì hết nó vẫn sống bình thường, sống khỏe, mà khi thay nước cái là nó bị lật ngửa, kiểu vậy. Nó cần cái sự ổn định của nước ha. Chứ ngoài ra cái hồ này chưa hút đáy nè, rảnh mình sẽ hút đáy ra, thường thường thì mình hút đáy xong mới chăm nước, hôm nay chưa rảnh cho nên chỉ chăm nước thôi, để ngày mai mình sẽ cầm cái ống ra hút đáy ha, nãy chưa cầm nữa, cũng không sao, cá vẫn khỏe. Nó dạng với mình này nè, chơi ăn hàng ngày nè, ban đầu đâu có bắt được con nào đâu. Cái cưng kìa. Thì mình chờ kết quả của cái lá nước của cái cây rau má đồng tiền ha, cỏ đồng tiền á, rau má dù vậy nè, chờ kết quả của nó phát triển như thế nào. Mình thì trồng cây setup hay kiểu linh động gì thôi, chậu thả vô cho dễ dọn rêu, chứ mình không có rảnh thời gian mà dọn nhiều, nếu phủ nền thì có rêu như nọ mình dọn không có nổi. Trồng cái cách làm biếng thì đơn giản mà dễ. Dạ, thấy được cái chậu ha. Mấy cái đá này nó vàng nè, ngắt luôn. Để nó cũng rã trong nước, ngắt xé góc càng cốt ha. Nước của mình ổn định rồi, không sao hết, nó xử lý được. Còn nước mới mà không ngắt nó rã thì nước nó xanh lè, thì cái lá nó bị phân rã, rụt rã trong nước á, còn không thì nó đen xì lên. Nên một số anh chị trồng hoa súng á, không chăm nước này nọ, không chăm thêm, nước đen hôi lùi. Rồi cây có vấn đề hỏi tại sao. À, nhờ mình tư vấn thì có thể gửi hình ảnh hoặc video cái cây bên mình cả nhà trồng á, gửi qua Zalo của mình 0786267869 để hỏi ha. Chứ bình luận cây chết cây này kia mà mình cũng không biết cây nó như thế nào, mua ở đâu cũng được không cần biết, nhưng mà có hình ảnh thì mới dễ nói chuyện, hoặc video để tư vấn cho dễ. Chứ hỏi này hỏi kia mà không có dấu hiệu, không có hình ảnh gì hết, không biết như thế nào tư vấn luôn.
giống như mình chỉ cách trồng rồi thì tham khảo cái cách đó mà mình xử lý ha, giống như vậy. Chứ bây giờ hỏi ví dụ nói mua cái chậu cây về rồi nó cái hoa lụi rồi chết luôn rồi tại sao? Ủa mình đâu có chăm cây đó đâu mình biết. Mình phải có hình ảnh ví dụ mình trồng lại hay sao đó. Mình chỉ cá ăn nữa như đây thôi ha.